hậu Phạm Hương bí mật sinh con lần hai cho chồng đại gia ở Mỹ. Khi đang là cái tên sáng rực của showbiz Việt, tháng 8 năm 2018, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Phạm Hương bất ngờ tuyên bố sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp và đầu quân cho một công ty người mẫu quốc tế. Tuy nhiên, chân dài gốc Hải Phòng lại vướng vào lùm xùm nói dối, cô còn bị bóc phốt bí mật sinh con cho đại gia. Một năm sau hàng loạt thị phi, Phạm Hương chính thức thừa nhận mình đã làm mẹ, nhưng danh tính của bố đứa trẻ vẫn là một ẩn số. Suốt thời gian qua, Hương đã dành nhiều tâm sức cho công việc. Hiện tại, Hương muốn dành nhiều thời gian cho sức khỏe, cuộc sống cũng như người thân trong gia đình. Bố mất đi là một tổn thất tinh thần lớn. Hương muốn có nhiều thời gian bên mẹ hơn. Còn về căn bệnh thì nó không quá nguy hiểm, nhưng nó làm sức khỏe Hương kém và hay đau vặt, nên quyết tâm sẽ điều trị dứt hẳn và sẽ trở lại làm việc khi sức khỏe ổn định nhất. Ở tuổi 27, Hương muốn sống cho gia đình, cho bản thân nhiều hơn. Phạm Hương chia sẻ về nguyên nhân sang Mỹ, nhưng từ chối trả lời về việc mang thai. Mới đây, nhân dịp sinh nhật tròn 30 tuổi, cựu Miss Universe Việt Nam một lần nữa khiến truyền thông bùng nổ trước thông tin đã sinh con lần hai. Trên Instagram cá nhân, người đẹp chia sẻ bức ảnh chụp bàn tay của một em bé sơ sinh kèm theo dòng trạng thái gọi tên thân mật, My Apollo. Ngay lập tức, khán giả khẳng định đây là em bé thứ hai của tổ ấm Phạm Hương bởi vì tên con trai đầu của cô tên là Maximus. Giống như lần sinh con đầu, Phạm Hương giấu nhẹm mọi hình ảnh trong suốt thời gian thai kỳ và tự mình công bố với khán giả. Có lẽ đây là cách cựu huấn luyện viên The Face tự bảo vệ các con trước ánh hào quang của mẹ. Lần đầu chia sẻ hình ảnh con trai, Phạm Hương viết, Maximus của mẹ, một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh. Được ngắm nhìn từng giây phút con khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus. Trong thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ, Phạm Hương đã nhiều lần khoe trên trang cá nhân hình ảnh cuộc sống bình yên trong căn hộ sang trọng. Cô cũng cho biết đã được bạn trai cầu hôn. Nàng hậu chia sẻ bạn trai của cô hoạt động kinh doanh bình thường, không phải đại gia, có lối sống đơn giản. Hiện tại, cả hai đã tính đến chuyện cưới xin và tìm thời điểm thích hợp để công khai trước công chúng. Con trai đầu Phạm Hương được nhận xét có gương mặt bụ bẫm, khấu khỉnh, đặc biệt sở hữu nhiều đường nét giống với vị đại gia mà Phạm Hương từng hẹn hò. Năm 2018, Phạm Hương vướng tin đồn hẹn hò với doanh nhân BT, một doanh nhân có tiếng cùng quê Hải Phòng với người đẹp. Theo nguồn tin, BT hiện đang là CEO của một công ty sáng lập điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Mỹ. Công ty của bạn trai Phạm Hương còn có các chi nhánh khác ở châu Á, với các văn phòng đại diện ở Hồng Kông và Việt Nam. Ngoài ra, có nguồn tin còn tiết lộ, chồng chưa cưới của Phạm Hương đã từng có một đời vợ và hai cậu con trai. Vị doanh nhân này cũng sở hữu dung mạo khá phong độ, chững chạc. Đầu năm mới 2020, Phạm Hương lộ bức ảnh đi du lịch cùng vị đại gia trên. Đáng nói, ngoài bé Maximus, khán giả còn thấy thêm sự xuất hiện của một bé trai khác. Chính điều này càng khẳng định nàng hậu đang sống cùng con riêng của ông xã. Trong một bài phỏng vấn hồi cuối năm, Phạm Hương hé lộ bạn trai đồng thời cũng là chồng sắp cưới của mình là một doanh nhân chứ không phải đại gia như lời đồn. Cô nói, anh ấy hoạt động kinh doanh bình thường, không phải đại gia, sống đơn giản. Anh cho tôi sự yêu thương, che chở và cảm giác bình yên. Tôi thích sự trưởng thành từng trải và biết sẻ chia của anh. Điều đặc biệt, người đàn ông này đến vào đúng thời điểm tâm lý khá nhạy cảm của Phạm Hương là khi ba cô mất năm 2017. Cảm giác được an ủi khiến cô muốn được gắn bó với người đàn ông đó.